giới thiệu. Em thử giới thiệu sơ lược về đề tài của em xem nào. Thì đề tài của chúng em là sử dụng đá vừa mực cưa để loại bỏ nước thải phòng thí nghiệm có chứa lượng pH cao, hàm lượng kim loại nặng cao, cũng như hàm lượng các anion trong sulfat nitrat. Cách làm của em là như nào? Dạ, thì bọn em xây dựng hệ thống với alpha A, B, C với kali 3.5 một ngày. Thì về pha C thì bọn em xây dựng hệ thống có hai bể, một bể đá vôi và một bể kết hợp giữa đá vôi và mực cưa. Giới thiệu đề tài của em là làm thế nào? Em cách làm xử lý nước thải ở phòng thí nghiệm như thế nào? Là chúng em thu gom nước thải từ các phòng thí nghiệm hóa vô cơ và hóa phân tích để trở thành mỏ địa chất và trữ trong một cái bình ở kia, bơm vào các bể lần lượt qua bể 1, bể 2, bể 3. Thì và cuối cùng là nước thải ra nơi kia. Vậy thì cơ chế loại bỏ của nó thì có gồm hai phần: H cộng trong bể đá vôi sẽ phản ứng với canxi carbonat thì tăng pH, trong bể vi sinh thì H cộng sẽ phản ứng với ion sunfua hình thành do quá trình khử sunfat. Rồi tiếp tục làm pH. Các kim loại nặng thì trong bể đá vôi chủ yếu kết tủa dạng carbonat, kết tủa hydroxit và một phần khác thì sắt kết tủa cộng kết và các muối tạo thành của sắt đấy thì là vật liệu hấp phụ và kết tủa kim loại nặng khác. Còn trong bể mùn cưa thì sắt sẽ kết tủa dạng sắt sunfua và các kim loại nặng khác kết tủa dạng mùn sunfua. Còn về các anion ví dụ như sunfat, trong bể đá vôi thì sẽ kết tủa dạng canxi sunfat và các muối cộng kết của sắt. Còn trong bể vi sinh thì vi sinh sẽ khử sunfat thành ion sunfua. Nguyên liệu ban đầu chủ yếu là dùng đá vôi và mùn cưa. Có làm các cái bể thực tế là mình có làm ấy. Có bể thực tế của mình có không có làm nhà chung nhiều lỗ thử bể thực tế. Mới thứ nhất là mới trên thế giới, ở Việt Nam người ta làm rất nhiều rồi. Cái thứ hai nữa cháu phải để ý là cái nước thải nó ô nhiễm như thế nào. Tại nếu nước thải ô nhiễm nhiều thì không đơn giản như thế này đâu, còn phải xử lý cực kỳ nhiều. Kỹ hơn là cái phương pháp mà dùng cái đá vôi này mình được ở Việt Nam rất là nhiều, dùng nhiều rồi. Đá vôi cái mới của chúng em đây là tại bể vi sinh em, chúng em kết hợp cái đá vôi và mùn cưa trong một bể tạo ra hai nguồn carbon, một là từ vô cơ của đá vôi. Tại vì vi sinh, các cháu biết vi sinh để làm gì không? Vi sinh là để thử phương pháp. Không, nước thải nó có nhiều thứ đâu, chỉ cái nước thải này làm sao chỉ có nước thải, tức là chúng em xử lý đây là nước thải có nồng độ kim loại nặng, sunfat nitrat cao và pH thấp. Nếu như kim loại có nồng độ nặng thì vai trò của vi sinh vật trong đấy là gì? Nếu mà trong ví dụ chẳng rất đơn giản như trong nước mà hàm lượng kim loại nặng, ví dụ một ý tưởng rất đơn giản, kim loại chúng ta cho vào từ loại rất nhanh, thế thì cái này có cái điểm hơn là cái gì? Vi sinh đóng vai trò gì trong đấy? Thì không có vi sinh có được không? Loại bỏ kim loại nặng thì chúng cháu loại bỏ trong chủ yếu trong bể đá vôi. Kim loại nặng để được đá vôi thì nguyên tắc là các cháu nói thế rồi, nhưng mà như này đang nói kim loại thì ví dụ chẳng hạn đây cô thấy gì, một loạt các cái đây nước sông nước hồ thì trong đấy có nhiều kim loại nặng không? Tức là cái nước sông này là ý tưởng. Cái nước thải đấy. Chúng ta không xử lý nước thải sông này. Đây nhá, wastewater là nước thải, thì nước thải để tập trung là cái gì? Làm cho wastewater. Đúng nước rồi. Thải từ các phòng thí nghiệm hóa ra là cụ thể hóa vô cơ. Đây là những phòng này chưa có đúng không? A novel methods for for laboratory wastewater treatment using, that means only this one, okay? You use limestone and sawdust. Okay. And the wastewater here, if you mention this one, and the gas, the emission, the supply of wastewater. Okay. The image of the rivers in Hà Nội, which have that color and that waste, is the idea to use microorganism. Bacteria, bacteria. Deep one. Okay.
Microorganism. With sawdust and limestone to eliminate the sulfate, nitrate, and heavy metal. Yeah, but we do not treat that kind of waste. Yeah, right? But in the wastewater, what is the main thing in the wastewater? The main thing is the acidity, heavy metal, and nitrate, sulfate, and nitrate. Yes, but what is the function of microorganism in such wastewater? As you know, the main thing is wastewater is polluted by carbon source. Okay? Carbon source. And then many, in every organism, the main thing is carbon source. The number, high number, concentration, more is carbon source. Then nitrogen, and then sulfur. Our wastewater is extracted from laboratory soil. In our wastewater, there is only a low level of carbon source. Yeah, so that means nhận vào một nguồn và một nguồn carbon nữa là từ đá vôi CaCO3 thì phân ra thành CaO3 CO3 trừ 2 trừ. Bây giờ cô đang hỏi là vai trò của vi sinh vật làm sao nó loại bỏ được cái đấy. Bạn nào nói đi. Em với cô là các hợp chất hữu cơ mảnh ngắn này nó sẽ được vi sinh tiếp nhận và cái các hợp chất hữu cơ này nó khử trên bề mặt của vi sinh. Thì vi sinh chỉ là môi trường ở đây thôi. Enzyme đấy thì nó sẽ có khả năng là các cái nó làm thủy phân được cellulo nên là phải hỗ trợ tiếp tục được thủy phân để các chất của nó phải có khả năng nắm như thế là gì? Methanol. Cung cấp điện tử cho vi sinh tiếp nhận khử xung phát từ S cộng 66 xuống thành S trừ 2. Thế nhưng em thấy cái các chất đấy vai trò là gì? Là cái nguồn để cung cấp năng lượng hay là nguồn cấp thức ăn? Tại vì vi sinh vật nó phải sống. Cả hai vi sinh nó không có cả hai. Đấy, thì tự nhiên phải có hai cái để cho các con cháu phải phân biệt khi cháu cho mùn cưa vào đấy. Được chưa? Thì đấy là cái chất mang để cho vi sinh vật bám và phát triển. Hay là để chỉ làm nó không, cái đấy là cơ chất để nó phân hủy thành thức ăn và nó thành các chất mang điện tử vân vân đằng sau đấy, phải phân biệt rõ ràng. Thế thì chúng cái vai trò làm gì, tức là cái chính của bọn cháu đúng không, xử lý đây là loại bỏ các phân loại khi cho vào các sinh vật để làm gì? Tại vì hiện nay trên thế giới nó có rất nhiều cái sử dụng sinh vật khi nó sinh trưởng phát triển nó tiếp tục phân loại thành cơ thể. Cái sinh vật ở đây thì thứ nhất là nó không có khả năng sử dụng luôn trực tiếp cái cellulose ở thành phần chính, nó không thể sử dụng trực tiếp mà cô đúng chưa? Cô thì nó lại ăn thì nó phát triển.
Đấy, cho nên phải phân biệt rõ. Các cháu thì chưa học kỹ như thế này đâu, nhưng mà khi mình phát biểu thì mình đã nêu được cái nguyên hiểu được từ cái carbon ở trong cái hệ thống của chúng cháu thì sẽ có cả hai vai trò, một là nó cung cấp carbon cho vi sinh sinh trưởng phát triển, và hai là nguồn cung cấp điện tử cho vi sinh tiếp nhận cái phổ sinh phát. Thế có phải là màng đen là chất màng nó bám vào một cái cơ chế của nó của chúng ta chưa kỹ lưỡng? Đó, tức như cái ô nhiễm là nhiều ý tưởng đấy.